Xin chào quý vị, có rất nhiều quý vị có liên hệ cho chúng tôi nói rằng là quý vị cần một chiếc xe điện để đi. Quý vị cũng đã tìm hiểu dòng xe lăn điện đó, quý vị cũng đã tìm hiểu dòng xe điện ba bánh, nhưng mà có lẽ là quý vị cũng chưa lựa chọn được một cái dòng xe nào ưng ý. Thưa quý vị, là với cái dòng xe lăn điện đó, thì nó chủ yếu là dành cho những người khuyết tật, và khi mà quý vị ngồi lên thì cảm giác giống như cũng chưa được thoải mái. Cái thứ hai nữa là quý vị tìm một cái dòng xe ba bánh, nhưng mà với cái dòng xe ba bánh điện trên thị trường hiện nay thì vẫn đang dùng là đó là cái tay gọi là tay ga, giống như xe máy. Thưa quý vị, là với cái dòng xe tay ga thì đi rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta không tự chủ được, chúng ta vọt lên một cái chúng ta không thắng được thì xe sẽ lao lên phía trước. Và đặc biệt nữa, với dòng xe ba bánh thì đôi khi cái cầu vi sai nếu mà chưa cân bằng được thì chúng ta đi lên các cái vỉa hè thì thường thường xe sẽ bị nghiêng và cũng sẽ rất là khó xử lý. Thì nếu mà quý vị đang phân vân hai cái dòng xe đó thì đây sẽ là một cái dòng xe mà rất là ok cho quý vị. Thưa quý vị, với trên màn hình của quý vị, đây là một dòng xe điện 4 bánh của Nhật. Thưa quý vị, là nếu mà quý vị đã sử dụng một cái sản phẩm nào của Nhật thì quý vị biết rằng về cái chất lượng, về cái mà cái sự chỉnh chu và cái sự mà gọi là an toàn của người Nhật thì rất là cao. Và ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu, đây là một cái mẫu xe của Nhật. Thưa quý vị, đây, mẫu xe này khi mà chúng ta đã bật điện lên thì sẽ có lời chào bằng tiếng Nhật luôn, và là một cái mẫu xe rất là tuyệt vời quý vị ạ. Đây, chúng tôi khi mà sử dụng và trước khi chuyển giao cho quý khách hàng thì chúng tôi thường phải test xe. Quý vị đây, khi mà chúng ta re đấy, re là 2 km/h. Đó. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ thao tác, chúng ta đi di chuyển. Trên này có cái mà cái phím từ 1 đến 6 km. Đó, chúng ta sẽ có thể là thao tác chúng ta đó. Chúng ta di chuyển xe ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử đảo một vòng coi. Đó. Với dòng xe ba bánh này thì đó, chúng ta quý vị nhìn thấy không? Xe đi rất là trơn tru và gần như là an toàn cho quý vị. Đó. Và chúng ta thử di chuyển đây ạ, quý vị nhìn thấy, chúng ta di chuyển lên trên vỉa hè cũng rất là an toàn. Đó, và chúng ta có thể lùi. Đó. Với dòng xe này quý vị có thể là chở thêm được một người nữa, có thể là đôi khi mà ông chở bà, hoặc là có thể là ông chở cháu đi học cũng rất là tiện dụng. Đó quý vị ạ. Và tôi sẽ di chuyển xe vào cái vị trí ban đầu, quý vị nhìn thấy đó. Ok. Với cái dòng xe này thì hiện tại là chúng tôi phân phối ở Việt Nam, và với cái sự tỉ gọi là chi tiết từng cái mà cái góc cạnh thì bảo hành cho quý vị là bình là 12 tháng và các cái phụ kiện từ 6 đến 12 tháng luôn. Và xe thì có các cái phần mà ghế ngồi quý vị nhìn thấy rất là tiện dụng. Đó, tay gạt lên này. Rồi các cái mà cái đèn, quý vị nhìn thấy đây là đèn phía trước này. Rồi tiếp theo này, sinh nhan này. Quý vị sinh nhan trái, sinh nhan phải có kèn luôn, rất là tiện dụng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang đóng một cái chiếc xe này. Đó là tiếp tục là chiếc xe Yamaha chúng tôi chuyển cho một quý khách hàng ở Yên Bái. Và với cái quãng đường rất là xa thì chúng tôi sẽ đảm bảo cho quý vị là khi mà chúng tôi bao gói lại, chúng tôi đóng thành các cái ba lết, cả các cái khung của chúng tôi gia cố, thì khi mà tới tay của quý khách hàng thì đều đảm bảo được cái sự mà gọi là mới nhất, và cái thứ hai nữa là ít bị chảy xước. Và nếu mà quý vị có quan tâm hoặc cần hỗ trợ tìm hiểu về cái dòng xe 4 bánh, xe 3 bánh hoặc là các cái dòng xe điện khác thì hãy liên hệ cho Thanh Tuấn Medical. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả được cái nhu cầu của quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và nếu mà quý vị có quan tâm hoặc cần hỏi thêm thông tin, quý vị có thể là bình luận ngay dưới video này. Xin cảm ơn quý vị.